Họa sĩ Lê Gia rất vui được chào đón cô chú và anh chị đến với kênh ạ. Rồi, trong video hôm nay thì em giới thiệu cho mình tham khảo 24 cây ha. Hàng ghép có, hàng cây zin có luôn. Và em bán đây là vườn em bao ship cho mình. Em gửi hàng đường xe Tô Châu và Bưu Điện. Đi Tô Châu em để nguyên chậu gửi cho mình. Hàng đến cái chành gần nhà, khách chịu khó ra nhận giùm em ha. Còn đi Bưu Điện thì em bao ship nguyên chậu giao tận nhà cho khách luôn ạ. Rồi mình đến với cây số 1. Số 1 mình đến với một gốc sứ zin. Cây zin này em xả tàn. Nay nó đang lên lại, đang chấm nụ này ha. Tên là Kỳ Duyên, hoa ba lớp màu hồng. Cái giống này là hoa rất là xiên hoa luôn. Hoành cũ là 55. Cây zin này thì cái nó bị ốc cạp phần vỏ đây đã lành rồi ha. Rồi gốc zin này hoành cũ 55. Em bao ship nguyên chậu cho mình luôn là giá 300 ngàn ha. Cây này giá 300 ngàn, bao ship nguyên chậu. Cây cao là tính từ đáy chậu lên là 9 tấc ạ. Hoành cũ là 55 nha cả nhà mình. Cây zin. Rồi em tiếp số 2. Số 2 là một cây ghép 5 giống nè. Ghép làm 2 tầng 5 giống. Hồng chi. Hồng chi mới chấm nụ thôi. Hoa 3 lớp trắng viền hồng đậm. Cái tầng cao là phú thành 3 lớp đỏ tươi. Và cái nụ hồng đây là trà mi 11 3 lớp trắng viền hồng đậm ạ. Ruby 5 cánh màu đỏ. Ngân hà 11 3 lớp màu vàng. Có gân đỏ chuyển màu 3 giai đoạn màu rất bắt mắt. Rồi một cây mình là có là ngân hà 11 nè, phú thành, trà mi 11, hồng chi, ruby. Cây 5 giống được ghép 10 bo, ghép phân làm 2 tầng, giá 500 ngàn. Cây cao 9 tấc. Rồi số 3. Số 3 là Ý Xuân, hoa 3 lớp màu vàng. Ý Xuân là một giống hoa màu vàng rất là bắt mắt luôn. Đây em lấy đằng xa cho mình nhìn tổng thể cái cây mình ha. Cây cao 9 tấc ạ. Củ thì dạng củ cơ bắp. Ý Xuân 3 lớp màu vàng có sọc. Cây 13 bo 450 ngàn. Hoành củ 68. Tiếp số 4. Số 4 một cây củ to. Củ dạng nó chia ra. Mình thấy nó chia ra làm 3 khối đây ạ. Hoành củ là 79. Ghép thần tài tàn tròn bo khỏe. Thần tài 5 cánh màu đỏ. Hoa thực tế luôn đây ạ. Ghép 11 bo 650 ngàn. Số 5, phú thành 3 lớp đỏ tươi. Đây một dòng hoa màu đỏ cực kỳ rộ. Này, hoa thực tế của nó nè. Phú thành tàn đẹp. Bo dài ha, bo ghép nó dài ra là tầm 2 tấc cho đến 3 tấc tùy theo nhánh. Hoành củ là 73, ghép 9 bo giá 500 ngàn. Củ tròn. Số 6, số 6 một củ dạng cơ bắp. Hoành củ 61, ghép hồng chi 3 lớp trắng viền hồng đậm. Giống này hoa cánh dày hoa căng. Đây, hồng chi mới bung nhẹ ra đây ạ. Tựa dài tán tròn. Cây ghép 9 bo 500 ngàn. Số 7. Số 7 là Long Thành 3 lớp màu đỏ. Đây, cái củ của Long Thành. Long Thành 6 bo 250 ngàn. Hoành củ của Long Thành là 60 trở lên. Số 8. Số 8 cây ghép phân làm 3 tầng. Cái tầng thấp á, là tân quý 5 cánh đỏ. 2 tầng thấp là tân quý ha. Cái tầng cao là Reti Ladi 3 lớp màu vàng tươi hoa thơm. Cây ghép phân làm 3 tầng. Củ thì dạng củ nhìn hơi quái quái xíu. Ghép 7 bo giá 200 ngàn. Cây cao 9 tấc. Ghép 2 màu. Tiếp số 9. Số 9 là thần tài san hô, hoa 5 cánh màu đỏ. Thần tài san hô thì có bẹ to to. Cái bẹ này thì dạng hình giống như đủ hình luôn nè. Hình giống như cái lưỡi kiếm có. Nói chung hình này hình kia nhìn rất là bắt mắt. Mình thấy cây mình nó đang chấm nụ này nha cả nhà mình. Cái rìa đó đỏ này là đang vô nụ. Cái bẹ mình càng to thì cái nụ nó sẽ ra càng nhiều. Thần tài tàn bung rộng 8 tấc rưỡi, ghép 6 bo, củ tròn, hành củ là 66, giá 750 ngàn. Củ rất là già luôn, ai thích sưu tầm dạng củ già thì đón em này về đợi nha. Tiếp số 10. Số 10 là mắt biếc, củ dạng cơ bắp. Mắt biếc 3 lớp màu tím sọc, hoa thơm. Mắt biếc 9 bo, 150 ngàn.
củ này thì nó đang lên vàng nhẹ nhẹ nè ha. Rồi tiếp 11, một củ dạng cơ bắp cuồn cuộn luôn. Củ này nhìn rất bắt mắt luôn nè. Hoành củ là 76, ghép giống Zanda, hoa 5 cánh màu đỏ và vàng cam, hoa rộ và thơm. Zanda, củ này nhìn vô cái củ rất là chất lượng, ghép 15 bo, 750 ngàn. Số 12, một giống hoa thơm đậm mùi, hoa màu vàng. Cái lớp bìa nó thì nó vàng, nó có lem lem tím, hai lớp trong thì màu vàng không ha. Tên là cam thảo, hoa 3 lớp, thơm đậm mùi luôn. Cam thảo bo khỏe tựa dài. Củ dạng củ cơ bắp, hoành củ 69, ghép 12 bo, 400 ngàn. Ai thích hoa thơm đậm mùi thì chọn cái giống này. Tiếp 13. 13 là mảnh long 3, 4 lớp màu vàng viền hồng. Cái tàn mảnh long này nhìn xuất sắc luôn. Ghép 12 bo, 150 ngàn. Số 14, Vân Ngọc. Đây, Vân Ngọc, một giống hoa 5 lớp màu đỏ có viền trắng bên ngoài. Vân Ngọc 6 bo, 150 ngàn. Số 15, Sĩ Thư 1, một giống hoa cực kỳ rộ. Mình nhìn cái tàn cây của mình rất đẹp, dường như ngọn nào cũng đang vô nụ nè ha. Hoa 3 lớp, nền trắng viền hồng, mặt hoa rất là xinh xắn luôn, hoa thơm nữa. Mình thấy chùm nụ của nó đây ạ. Đang trong mùa mưa mà cái giống này còn ra nụ nhiều như thế này ạ. Giống này nói chung là hoa rất là rộ luôn. Những anh chị, cô chú và anh chị mà chơi xứ lâu lâu, dường như là người nào trong vườn mình cũng có sưu tầm một cây này, vì cái mặt hoa nó rất là đẹp. Đây mình xem đây mặt hoa thực tế một lần nữa này ha. Rồi Sĩ Thư 1, 6 bo, 150 ngàn. Số 16. 16 là ánh mai sáu, hoa 4 lớp màu vàng có sọc. Ánh mai sáu ghép 6 bo, 150 ngàn. Giống này hoa chuyển màu, từ nền vàng sọc hồng, nở vài ngày là nó chuyển dần sang hồng. Tiếp 17. 17 cây hai giống. Mình thấy cái lá bản bự đây là Ngọc Băng, 3 lớp trắng tinh, xây hoa to. Với lại Hằng Nga, 3 lớp màu vàng, hai màu. Hoành củ là cỡ 55, ghép 10 bo, 150 ngàn. Hằng Nga, Ngọc Băng. Tiếp 18. 18 là Bích Loan 2. Bích Loan 2, một giống hoa 4 lớp, hoa thơm đậm mùi luôn. Bích Loan đang nụ nè. Cây này cô chú và anh chị ai cần lấy giống, làm giống thì đón cây này về đổi là ghép liền được luôn nha. Rồi Bích Loan 6 bo, 150 ngàn. Cái cây Bích Loan này là có đang mang cặp trái luôn rồi nha. Em gửi em ship nguyên chậu thì cặp trái này về mình nuôi được luôn. Rồi Bích Loan đang mang cặp trái, 150 ngàn, ghép 6 bo. Số 19. 19 một giống hoa thơm đậm mùi, tên Minh Thi 12. Hoa 3 lớp, nền vàng cam sọc hồng, cánh dúng rất là xinh tươi luôn, hoa thơm đậm mùi nha. Chùm nụ rất là rộ, đây mình nhìn chùm nụ của nó nè. Minh Thi tựa dài tàn đẹp, lá xanh rì luôn, củ dạng củ cơ bắp, ghép 7 bo, 150 ngàn. Mình xem đây mặt hoa nó một lần nữa nè. Hoa rất là xinh, 3 lớp nền vàng cam cánh dúng. Nói chung mặt hoa mà thấy cái cánh dúng dúng là hoa mình rất là đẹp. Chùm nụ nè. Tiếp 20. 20 một cây củ quái, đây dáng nằm hình thú ha, ghép 4 bo, 150 ngàn. Đây mình nhìn củ quái nè, tàn tròn, ghép 4 bo mà tựa ra quá chừng luôn. Nhìn tàn cây mình xum xuê, ghép long thành 3 lớp màu đỏ. Một giống màu đỏ rất đẹp, không thể thiếu trong cái vườn để mà mình sưu tầm đâu ạ. 150 ngàn củ quái long thành. 21. 21 một cây củ lên vàng, củ quái nè nha. Củ lên vàng luôn. Củ này hồi lúc mà em vũ nguyên liệu ra ghép hàng thì nó lên vàng có cái phần này thôi, phần dưới đây. Mà hôm nay là nó cỡ 3 tháng ghép hàng, lên cỡ 3-4 tháng thì nó lên bắt đầu nè. Mình thấy củ vàng nó lên nhiều, cái phần củ nữa, cái củ này là muốn lên vàng rất là đậm luôn. Củ hình quái quái nữa. Cây này bán giao lưu cho ai thích sưu tầm dạng củ quái mà củ vàng ha. 13 bo, em bán cho mình là 300 ngàn thôi. Củ vàng nhìn rất là bắt mắt, mình nhìn lại một lần nữa giùm em nè. Ghép hai giống hoa nha.
Trà mi 11, 3 lớp trắng viền hồng đậm. Cẩm đan 2, 3 lớp màu tím, một cây phối 2 màu rất là nổi bật luôn nha. Cây này rất đáng để mình sưu tầm, nếu ai thích hai cái dòng hoa màu này thì mình tranh thủ sưu tầm em nó ha. Vì em nó có củ vàng nữa nè. 300.000. Tới 22. 22 một gốc này rất là già, tên là Nguyệt Tâm Năm. Hoa 4 lớp màu đỏ, mới nở là đỏ viền tím, khi bung căng ra là còn đỏ thôi ha. Đây mình nhìn cái tàn cây nó ạ. Nguyệt Tâm Năm, hoành củ cỡ là 53. Ghép 5 bo 140.000. Em nhắc lại, vườn em bán là em đi bưu điện á, gửi hàng đi bưu điện là em bao ship giao tận nhà cho mình luôn. Em bao ship mà ship nguyên chậu cho mình luôn nè ha. Tiếp 23, 23 là cây ghép phân làm 2 tầng. 2 tầng mà làm, để coi mấy giống đây. 2 giống nè. Tầng thấp á là tuyệt đỉnh. 3 lớp trắng viền hồng, hoa thơm. Rồi cái tầng cao là Tân Thành, một mặt hoa màu đỏ. Cái giống Tân Thành này á, ở bên ngoài nhìn mặt hoa đỏ mà nó đi cái giống rất là bắt mắt, mà vô máy thì em không có thấy được cái, không lấy được cái nét cái giống đó, cái phần viền bên ngoài nè. Đây em đưa cho hả sát vô mình nhìn lại nè em ha, mặt hoa thực tế của Tân Thành luôn ạ. Cây cao chín tấc ha, ghép 2 màu Tân Thành với lại tuyệt đỉnh, ghép 6 bo 200.000. Rồi 24 cây cuối, một giống hoa thơm, cây hàng VIP cho luôn. Ghép giống Juliet Caster, hoa 3 lớp, nền vàng cam và đỏ. Tựa dài, đây mình nhìn cái cây mình tựa dài, nhánh rất là chắc chắn. Củ thì dạng củ già. Ghép 9 bo 750.000, hoành củ là 72. Cái cây sứ mà củ càng già, củ càng trồng lâu năm thì cái giá trị nó càng cao hơn ha. Rồi mình thấy cái cây Juliet Caster đây, tàn tròn nhìn rất bắt mắt. Củ thì dạng củ cơ bắp nè. Ghép 9 bo 750.000. Rồi em xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng của vườn là 0981813055. Số đó em có xài Zalo, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin ha. Muốn chốt đơn mau lẹ mình cứ gọi, hoặc là nhá máy bên em sẽ gọi lại cho mình ha. Chứ mình vô trong phần bình luận á, em bán em ít có xem phần bình luận, khi mà em bán rồi em rảnh rỗi em mới xem phần bình luận ha. Nó chủ yếu là lúc đang bán hàng, cái giờ đăng kênh lên thì em chỉ nghe điện thoại. Còn mình vô bình luận thì em trả lời hơi chậm hơn, thì mình sẽ chốt đơn hơi trễ hơn người ta. Rồi em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ ạ.